Thưa quý vị và các bạn, năm nay dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, người lao động trong cả nước được nghỉ 4 ngày. Vì thời gian nghỉ kéo dài nên trước đó nhiều gia đình tại thành phố Hưng Yên có kế hoạch tổ chức đi du lịch tại một số địa điểm nổi tiếng trong nước. Tuy nhiên hiện nay, để tránh nguy cơ đại dịch COVID-19 lây lan và bùng phát trở lại, đa số đã hủy các chuyến đi tham quan, nghỉ dưỡng. Gia đình ông Trần Đình Sáu vừa hủy vé chuyến bay vào Phú Quốc dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Mặc dù tour du lịch đặt trước nhiều dịch vụ như ăn, nghỉ ngơi, vui chơi, song qua theo dõi nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, các thành viên trong gia đình ông Sáu đã đồng lòng quyết định hủy chuyến du lịch. Thì theo kế hoạch ấy, thì là chiều hôm nay là gia đình tôi tụ tập đông đủ, thì xong bắt đầu cái là sáng ngày mai cái là bắt đầu cái là lên Hà Nội là đã có vé sẵn rồi. Nhưng mà trước cái tình hình tôi được nghe cái thông tin trên thế giới, là đặc biệt là Ấn Độ, cái lượng người nhiễm rất là nhiều. Thế nên tôi với gia đình tôi đã hội ý tối hôm qua là quyết định hội ý với nhau là thôi tạm hoãn lại, bởi vì cái là một là hưởng ứng cái phong trào của Bộ Y tế phát động, hai là cái phong trào 5K là gia đình tôi bao giờ cũng thực hiện rất là nghiêm. Tôi nghĩ là gia đình nhà tôi làm được cái này thì chắc chắn nhiều người sẽ làm được như thế. Với tâm lý muốn đưa bố mẹ và vợ con vào thành phố Đà Nẵng du lịch trong dịp nghỉ lễ sắp tới, nên anh Nguyễn Văn Khánh lên kế hoạch cho cả chuyến đi từ nhiều ngày trước. Sau ngay sau khi có thông báo của Bộ Y tế về thực trạng COVID-19 bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, có một số nước láng giềng với Việt Nam như Campuchia, Lào, đặc biệt đã phát hiện các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Nên để giữ gìn sức khỏe cho mình và người thân, anh Khánh quyết định hủy chuyến du lịch của gia đình. Tôi đã đặt vé đi Đà Nẵng và đặt cả tour du lịch và khách sạn rồi, đã chuyển khoản đặt cọc rồi. Gia đình quyết định là hoãn lại kế hoạch. Các cháu thì cũng có chút thất vọng. Vợ chồng chúng tôi cũng giải thích cho các con hiểu là tình hình dịch bệnh nó rất phức tạp. Các cháu vui vẻ chấp nhận thôi. Mặc dù năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, tuy nhiên theo ghi nhận một số địa điểm bán vé máy bay tại thành phố Hưng Yên, số lượng người dân mua vé trực tiếp tại các quầy giao dịch hay đặt vé online đi du lịch đều rất ít. Thậm chí có khách hàng còn thông báo hủy vé gần sát ngày bay. Với việc hạn chế đến nơi công cộng tụ tập đông người không cần thiết, không chủ quan lơ là luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Mọi người, mọi nhà tại tỉnh Hưng Yên chủ động nêu cao tinh thần phòng chống đại dịch.